Anh cứ làm việc đi. Thank you.
199 triệu rồi. 199. Bạn này nhập từ đâu vậy? Ở bên Ý. Nhập Ý á? Thank you.
gì đấy. Xe mới ạ.
cái đấy đi đúng không? Không, chỉ bỏ. Đang chỉ giờ thôi, cái này chỉ giờ thôi. Sao cái này nó làm thô đấy nhỉ? Sẽ bị nhập nó thế mà. 3 giờ 4 chính xác 48 nữa, cho 49 nhá. Chờ vài phút cho nó 50 nhá. Giờ ok rồi, cho 50 đi, cho 50 phanh của mình là phanh chống trượt. Khi đấy thì bắt đầu hệ thống phanh trước sau của mình đều là ABS tất. Lúc đấy cái đèn này nó sẽ tắt đi. Tắt đi là lúc đấy hoạt động. Còn khi là bây giờ mình chưa bắn bánh chưa lăn thì nó sẽ là vẫn là phanh thường. Vâng, nó là phanh thường thì nó sẽ nhấp nháy này. Khi nó tắt đi là hệ thống ABS nó mới hoạt động. Đấy. Cái này là đèn đồng hồ báo xăng. Cái này cứ dưới 3 lít. Tầm 3 lít nó nháy rồi. Đấy, mình cứ đổ đầy nó sáng lên thôi. Cái này nó có cả kim ở đây nhá. Vì bình của nó không phải là bình vuông nên là nó sẽ phải có thêm cái này. Vì khi mà cái này báo hết rồi nhưng mà trong bình lúc đổ 2 lít thì vẫn còn chưa đợi chạm đến kim. Đấy. Còn cái đèn màu đỏ này là cái đèn báo áp suất dầu nhé. Cái đèn áp suất dầu này nó sẽ báo cái áp suất khi mình nổ máy lên, nó sẽ có áp suất bơm. Khi đó thì nó mới tắt đi. Đấy. Khi nào mà dầu nó ấy quá mình quên không thay nó báo gì. Nó mà hết dầu thì nó sẽ sáng lên. Nghĩa là không có cái gì để nó bơm thì nó sẽ không áp suất. Đấy, nó chỉ báo áp suất thôi, nó không báo thời gian mình thay dầu. Cái thời gian thay dầu nó cứ dựa theo km với cái loại thay dầu mình thay thôi. Qua những cái đỏ thì vâng. Khi nó đỏ là khi mình không nổ máy, không phải đâu ạ. Khi nó không nổ máy hoặc là không có dầu, hết dầu, cái trường hợp này nó rất là ít thôi. Đấy, những xe tầm này thì để nó hết dầu nó rất là ít, không ai để nó hết dầu cả. Đấy, cái này, cái đèn này là đèn đồng hồ báo. Đấy, khi là báo sinh nhan bên này. Tăng cửa đổ luôn. Đang báo hệ thống nước mát của mình. Khi mà nổ máy lên nó phải tắt hết đi. Đang đi nó phải tắt cả cái này nữa. Nếu trong trường hợp mà nó cái đèn nhỏ ở giữa này này là cái đèn hệ thống từ chống trộm. Cái đèn này mà nó không sáng, không tắt đi là mình không nổ được. Tại vì trong cái này nó có cái chip rất là nhỏ thôi. Để nổ cái xe này nó phải có cái chip, còn cái răng này chỉ bật điện lên thôi. Nó bằng hạt đậu, nó đen đen này. Nó nhỏ nhỏ thôi. Khi mình tháo ra như này thì nó sẽ không nhận được từ ấy. Mình không đề được. Đấy, tương đương với khoảng bị bẻ khóa hoặc là rơi mất chip thì nó sẽ không nổ được. Đấy, cái đèn màu đỏ này tí nó sẽ sáng lên. Đấy, nó sẽ sáng lên như thế thì nó sẽ là không nhận được từ của xe. Đấy, anh muốn nổ là phải bật khóa lại cơ. Đấy, bây giờ nó không làm gì được. Đấy, cái xe này thì nó đặc biệt là nó không có cái chip đấy, không thể nổ được. Trong này có, cũng có một cái nhưng mà họ nó trong tích hợp sẵn rồi. Hai cái thôi. Còn cái này là cái phụ, nghĩa là xe mình đi mình sẽ dùng cái chìa này. Mất cái chìa này thì ra đây thì cái chìa này có tác dụng sao với những chìa màu đen này. Còn cái chìa này thì không có tác dụng sao với chìa nó hết. Mang cất đi. Vâng, nghĩa là về mình sẽ cất cái chìa này đi. Mình chỉ đi cái chìa màu đen này thôi. Mất thì đem cả xe ra đây mới đánh được cơ. Đấy là vì khi nhập từ vào, từ mới vào nó nhận cái xe nó nhận từ mới thì nó sẽ xóa cái này đi.
ví dụ như ai trộm chìa khóa cũng không mở được nữa, nhưng nó bật lên nó sẽ không nhận cái từ của cái này nữa thì nó xe nó không hoạt động được. Nó chỉ có cái này là nó không xóa đi được. Rồi rồi, chúng đi là đi xe này thôi, còn vâng. Cái này cất đi thôi thì. Cái này cất đi. Đưa đây cất đi. Xe của mình thì bảo trì nó theo cái km nhé, sẽ là khoảng từ 500 đến 1.000 cây đổ lại thôi. Thế là mình trong cái khoảng đấy thì mình qua trung tâm cho họ sẽ bảo trì và thay dầu lần đầu tiên. Cái lúc đấy thì thay dầu họ sẽ tư vấn lại dầu cho mình thay. Xong hẹn lịch lần tiếp theo cho mình, tại vì nó sẽ được 3 lần miễn phí bảo trì. Dưới 5.000 cây, còn thứ tầm 5.000 cây trở lên là mình sẽ bảo dưỡng. Lúc đấy thì bảo dưỡng là tháo để tra dầu mỡ thì lúc đấy mất phí. Còn bảo hành xe của mình sẽ bảo hành theo sổ, theo đọc cái sổ bảo hành mỏng mỏng đấy, quyển đấy thì nó sẽ có cái phần bảo hành cho mình. USB này như là sạc điện thoại được, khi mình đang đi nói chuyện mình cắm cái, chỉ cần cắm cái đầu USB vào đây đấy, cắm cái này ra cắm vào đây thì nó có một cái nấc cơ ở đây nữa, ví dụ như mất điện mình vẫn mở được cốp, nhưng mà cái này bắt buộc phải có chìa khóa mở cái này ra. Phải có chìa khóa cắm vào đấy đúng không? Cái này là vừa đang nổ vẫn mở cốp. Vâng, khi có điện mình bật điện lên thì cái này nó hoạt động, không có điện ví dụ như đặc biệt thì mình cái này bây giờ mình mới cũng hơi khó đóng một tí. Cái này nó phá điện là mấy cái mút cao su này, nó còn mới là nó căng nhưng nó bị chấn mạnh xuống, nó bị mạnh xuống hoặc là mình phải đứng tay vào cái điều đến khi mua một thời gian này nó xẹp xuống là sẽ được, cái này nó cứng hơn, nó mạnh là không sao đâu, tại vì cái cao su này nó rất cứng. Không có chưa. Cái này là cái cục tay nắm cái đầu ngoài này, nó gọi là thêm không tác dụng, nó rất nặng, để cái nó lục cục thì bỏ nó ra. Thấy cái này